Ok, chào mừng anh em đã quay trở lại shop bán hàng online của bên em. Trong chương trình giới thiệu sản phẩm ngày hôm nay thì em sẽ giới thiệu về cho anh em một cái mẫu lèo, lèo ngụy trang. Như các anh em đã nhìn thấy thì trên màn hình đây là cái lèo ngụy trang bằng lá cây khô, giúp anh em đi đánh gà rừng, cu gáy, bìm bịp, đa đa, cuốc, chồn đèn thì ngụy trang rất là ok. Đó, thì sau đây em sẽ đi vào giới thiệu cụ thể chi tiết cái mẫu lèo ngụy trang bên em đang cung cấp cho anh em. Đây, anh em, đây là mẫu lèo ngụy trang. Cái này thì nó sẽ một cửa chính là chiều rộng của nó là 1 mét anh em nhé, chiều cao là 1m2, rộng 1 mét và cao 1m2. Cái này thì ở trong thì nó sẽ trơn, sẽ tráng một cái lớp nhựa để anh em chống mưa, chống nắng, chống mưa thì nó sẽ không bị ảnh hưởng gì, và nắng thì nói chung là nó sẽ có lớp nhựa này để nó giúp anh em là sẽ mát mẻ hơn. Đây, một cái cửa chính để mình ra vào, một chiếc nào rất chi là gọn gàng. Đây thì nó sẽ có cái cửa, nó sẽ có 3 cửa phụ để anh em có thể nhìn vào 3 hướng. Cái cửa phụ này là kéo khóa, ở trong thì nó sẽ có một cái lớp mỏng như này để mình có thể quan sát con mồi dễ dàng hơn và giúp cái lều của mình có thể thoáng mát hơn. Nó sẽ có 3 cửa phụ, đây, cửa phụ đây. Khi các bác kéo cửa phụ này ra thì nó sẽ có cái khuy để mình cài lên. Đây anh em. Đó, thì sẽ cài lên rất chi là gọn gàng. Đó, một cái chiếc lèo ngụy trang như này rất chi là đẹp, đi các bác đi đánh thì khá là ok. Đó. Vâng, các bác mà đang quan tâm mẫu lèo này thì hãy liên hệ trực tiếp bên em. Em báo giá công khai luôn. Một cái mẫu lèo này thì bên em đang bán với giá 350.000 đồng. Đây đã tiền cước phí vận chuyển đến tận nhà của anh em. Tất cả các anh em mua hàng bên em sẽ được kiểm tra hàng và test hàng, đúng hàng anh em đặt thì anh em sẽ thanh toán nhé. Vâng, một video rất chi là ngắn em xin được kết thúc ở đây. Nếu mà các bác xem được video của em thì hãy cho em xin một like và một đăng ký kênh để ủng hộ em nha. Em xin chào và hẹn gặp lại các bác ở những video tiếp theo của em ạ.